tối ngày 27 tháng 10, trận chung kết nội dung đôi nữ ấp hình giải Pickleball báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2024 giữa hai cặp đôi Phương Thảo Minh Hằng và Quỳnh Phan Bích Hứa đã diễn ra hết sức kịch tính. Đây cũng là nội dung cuối cùng của giải đấu. Dù đã gần nửa đêm, nhưng rất nhiều khán giả vẫn còn ở lại sân để theo dõi nội dung này. Sự chờ đợi của họ đã được đền đáp bằng trận chung kết vô cùng hấp dẫn. Hai cặp đôi đã có những pha đôi công mãn nhãn. Họ theo sát từng điểm số đầu tiên, sau đó cặp đôi Phương Thảo Minh Hằng thi đấu bứt phá vươn lên dẫn 7-4. Cặp đôi Quỳnh Phan Bích Hứa cũng không dễ dàng cho đối thủ về đích. Họ thi đấu chậm lại và cân bằng tỷ số 7-7 rồi vươn lên dẫn 9-7. Thế nhưng Phương Thảo và đồng đội đã thi đấu kiên cường ở những điểm số quyết định để giành chiến thắng xích sao 11-10. Ván 2 của trận đấu tiếp tục chứng kiến sự giằng co của hai bên, nhưng lần này đôi xuất sắc hơn là Quỳnh Phan Bích Hứa đã giành chiến thắng với tỷ số 11-5, đưa trận đấu bước vào ván thứ 3. Trong ván đấu quyết định, sự nỗ lực và kiên trì của cặp đôi Phương Thảo Minh Hằng đã được đền đáp. Họ liên tiếp có những cú đánh cực khó để tạo ra lợi thế lớn 6-1 trước khi giành chiến thắng thuyết phục 11-2, qua đó giành chức vô địch nội dung đôi nữ ấp hình. Đặc biệt, đây cũng là danh hiệu vô địch thứ hai của vận động viên Phương Thảo. Sự bền bỉ của người phụ nữ đến từ Đà Lạt này khiến nhiều người phải thán phục. Với 14 trận đấu có cường độ cực cao, chị Phương Thảo và ông xã Văn Anh đã vô địch nội dung đôi vợ chồng. Tại nội dung đôi nữ ấp hình, chị cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ để cùng đồng đội Minh Hằng giành ngôi vị cao nhất.